Dạ, em tên là Hồ Trung Hiếu, em 25 tuổi. Hiện tại em đang công tác tại Long Thành, Đồng Nai. Em đang là một nhân viên kỹ thuật cho một công ty linh kiện, sản xuất linh kiện ô tô. Dạ, em xin chào chú Quyền Linh, chị Nam Thư và quý vị khán giả. Em tên là Cao Thị Thanh Tâm, em năm nay 24 tuổi ạ. Dạ, em đang làm công việc là chuyên viên tư vấn của trung tâm ngoại ngữ. Và em cũng là giáo viên ở đó luôn ạ. Ồ, vậy thì em dạy ngôn ngữ ở nước nào? Trung tâm của em thì có dạy tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hàn. Nhưng mà em thì em dạy tiếng Việt. Hả? Chà, nó liên quan dữ nè. Tại vì dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. À, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Vậy thì dạy em... ở đâu vậy Tâm? Dạ, em đang dạy ở chi nhánh ở Bình Dương ạ. Như vậy có thể hợp lý ha. Bên đây Hiếu, bên kia Tâm. Hiếu Tâm, cái tên cũng rất là dễ thương. Cái hậu cũng rất là tốt ha. Có Hiếu, có Tâm là được rồi. Ưu điểm và khuyết điểm của bản thân em là gì? Khá là nhanh nhẹn, vui vẻ, biết văn nghệ một chút ạ. Hát liền tại chỗ, lấy không khí liền nè. When all those others almost killed light, I remember you said, don't leave me here alone. But all that's even gone past tonight. Rồi, Taylor Swift hả em? Đúng không? Bài này của Taylor Swift đúng không? Bạn trai đối đáp liền. Ngày không em, không lung linh ánh nắng trên con đường, giống người lướt qua. Xin anh ngẩn ngơ miên man. Và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong. Hai bạn có giọng hát cũng khá tốt ha. Có thể đôi song ca hoàn hảo trong đám cưới của hai bạn cũng được. Nãy giờ là Tâm mới nói về ưu điểm thôi nha. Còn khuyết điểm sao? Dạ, em có nhiều khuyết điểm lắm ạ. Khi mà em làm việc thì em rất là nghiêm túc. Nhưng mà ngoài cái lúc làm việc á, là em giống như kiểu là cứ lơ tha lơ thơ á. Kiểu là, ví dụ em đang rửa chén hay em đang nấu ăn, tự nhiên em lại quay ra em hát. Xong rồi vô tình em làm bể đồ. Hát ca bồng bềnh rồi, bể đồ rồi, hoặc là khét đồ ăn rồi hả? Dạ, nhưng mà toàn bể đồ của trung tâm thôi, không bể đồ của em. Em biết lơ thơ đúng chỗ lắm. Anh ơi. Ơi. Anh có thích ngoại ngữ không anh? Anh cũng thích nếu mà em dạy cho anh. Ok, giờ em dạy cho anh một câu tiếng Thái. Anh nói theo em nhé. Mình chào hỏi nhau trước nha anh. Sawadika. Samadika. Thổm rắc khun khả. Cái gì? Cái từ gì lạ vậy? Anh lên đọc coi, giúp em nó kìa. Đọc lớn lên nghe cái từ lần thứ hai, lần thứ hai anh. Mình phải âm chữ phở anh. Phổm. Hả? Phổm. Phổm. Đánh phỏm hả? Cũng được ạ, cũng được hả? Phỏm. Phỏm. Rắc. Phổm rắc khun. Phỏm rắc khun. Phỏm rắc khun. Là gì em? Thì anh đã nói chứ ạ. Phỏng rắc. Nói đi cưng. Phỏng rắc khốn. Rồi. Nghĩa là gì? Như là I love you trong tiếng Anh đấy ạ. Là anh yêu em hả? Rồi nè, nghe anh đếm nè. Nừng xỏn xảm, xì ha hột, dẹt bẹt, cáu xịp. Đúng không? Cái đó qua tiếng Hoa rồi. Không, tiếng Thái dạ, đó. Tiếng Thái á. Tiếng Thái nghĩa là gì em? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trời ơi, ghê vậy anh Linh. Trời ơi, mọi người ơi, anh Linh đếm được từ 1 tới 10 bằng tiếng Thái luôn. Sao anh đi khắp. Ủa đây đi kiếm tình yêu, đi học tiếng Thái. Ai lộn, quên lạc đề rồi. Trời quay trở lại. Rồi. Bên này có khuyết điểm, ưu điểm gì nói luôn. Em muốn làm một công việc gì thì hay tận tâm cho công việc và có một cái gọi là trách nhiệm trong đó. Đó, khác với bên kia. Tốt. Dạ. Rồi còn về khuyết điểm của em thì cũng hơi bị nhiều. Ví dụ? Khi ngủ thì người ta sẽ ngậm miệng lại và ngủ. Còn khi ngủ em giống như là em có một cái tiếng ngáy nó hơi to một xíu. Mẹ mới nói là câu sao mày ngủ mày không ngậm lại cái mỏ mày đi mà mày hả lại hả ra chi vậy? Biết đâu mà ruồi nó lọt vô đó rồi mày nuốt luôn hả? Nuốt gì ban đêm ngủ làm gì có ruồi. Nhiều khi nó ngái miệng bự quá có con chuột nó chui vô thôi chứ. Làm gì cho không ruồi vậy đó. Như cái thế nó cũng không có gì phải quá đáng lắm ha. Đàn gái, em đã trải qua mấy mối tình rồi? Nó hơi ngại. Em chưa có hẹn hò ai ạ. Chưa luôn? Chưa yêu lần nào. Biết ra làm sao. Thì đó. Biết chăng tình yêu như thế nào. Dạ. Nhưng mà lý do tại sao em đăng ký tham gia chương trình? Dạ, tại vì là em thấy là có một chị là chị ấy mới kết hôn xong, em thấy chị ấy là vui vẻ và yêu đời. Thế là em cũng nghĩ là chắc là nó cũng có cái gì đó hay hay. Có tình yêu người ta sẽ vui vẻ, có hạnh phúc người ta sẽ yêu đời hơn. Dạ. Nếu mà mình không có tình yêu, không có hạnh phúc á, con người trở nên nó khô cằn lắm em không? Tình yêu nó là cái gì nó dữ dội lắm á. Dạ. Phải thử hôn nhau một lần đi rồi sẽ biết. Trời đất quay cuồng, vũ trụ sụp đổ. Cảm giác được chưa? Chưa. Chưa đúng không? Một chút xíu nữa mà bấm nút thì hôn nhau để thấy vũ trụ này nó xoay như thế nào. Rồi, vậy thì còn đường tình duyên bên nhà trai thì sao ta? Tình duyên sao kể cho bà đàn gái nghe đi em. Sâu đậm nhất cũng là mối tình đầu của em, bằng 4 năm ạ. Ồ, nhưng mà tại sao chia tay? Dạ, sau khi rồi em tốt nghiệp ra trường thì em đi bộ đội. Em nhớ năm đó là em đi tháng 3 cho tới tháng 11. Thì cuối tuần em và em mượn điện thoại của chị Quy. Em nhắn tin với lại người yêu của em. Thì tin nhắn trả lại làm em cũng hơi bị ngạc nhiên. Anh ơi, giờ em hết thương anh rồi, giờ phải làm sao? Thì lúc đó tự nhiên trong người mình nó buồn rũ rượi luôn. Tối anh em ngủ hết, bắt đầu em đang nằm cái nước mắt hai bên nó trào ra. Em kêu cái gì mà ngộ đời dữ vậy Hiếu, từ xưa tới giờ mày đâu có vậy đâu. Nhưng mà thật sự là lúc đó mình cảm giác nó rất là đau. Đau lòng. Một lần chúng ta thất tình chúng ta mới thấy được cái đỉnh cao của sự đau khổ thế nào. Hãy thất tình một lần để cảm giác tình yêu nó sẽ đẹp như thế nào. Trời, anh suối gì dại vậy anh Linh? Không thật mà. Qua đó thì chúng ta gọi là mạnh mẽ hơn trong tình yêu đúng không? Thôi bây giờ mình khép lại cái câu chuyện quá khứ đi. Một tương lai thật sự tốt đẹp sẽ mở ra. Tâm, bây giờ là em mong muốn tìm một cái người yêu lý tưởng cho mình là như thế nào? Em nghĩ là cái sự hấp dẫn nhất ở người con trai á, là người đó có chính kiến á, phải thực sự kiên nhẫn nữa. Đó là về điều mà em lý tưởng. Dạ. Sao bà chưa yêu ai mà lý tưởng ít quá vậy? Thực ra em có lãng mạn nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình cứ nghĩ lãng mạn quá thì mình không có bao giờ tìm được cái người mà thực sự là ngoài đời nó có đâu. Em xem phim cũng nhiều, nghe nhạc cũng nhiều nhưng mà em biết là cái lãng mạn đó nó chỉ là nghệ thuật thôi. Hiếu ơi, vậy cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của em là gì? Có một chút gì đó sống về nội tâm một tí xíu. Xung quanh bạn ấy phải có những cái vệ tinh ở xung quanh. Có nghĩa là bạn ấy sống để mọi người yêu mến và hòa nhập với cuộc sống, hòa nhập với xã hội. Nhưng nếu xung quanh bạn ấy nhiều vệ tinh quá em có ghen không? Đúng rồi. Dạ, nếu mà như vậy thì mình phải tự hào về bạn gái mình. Tại bạn gái mình dễ thương, bạn gái mình có nhiều tính tốt thì mới được nhiều người quan tâm. Nhưng em có đủ bản lĩnh để em thi đấu với nhiều vệ tinh không? Dạ, em không có biệt tài hay gì hết nhưng em sẽ lấy sự chân thật của em ra. Rồi, tốt. Hôm nay Tâm, em đi đến đây với ai? Dạ, em có đi với một bạn đồng nghiệp của em và một bạn thân của em nữa. À, chào bạn đồng nghiệp, chào bạn thân của Tâm. Con chào chú Quyền Linh và cô Nam Thư ạ. Chào anh ạ. Dạ, nãy giờ thì em thấy anh nói chuyện rất là chân thành. Và em và chị đồng nghiệp cũng là những vệ tinh xung quanh chị Tâm đây ạ. Chị Tâm thì sống rất là nội tâm ạ. Em muốn nếu mà sau này anh chị có thành đôi thì quan tâm nhiều hơn. Em chuyển lời cho chị. Thì em cũng là bạn thân của bạn Tâm. Thì em cảm thấy là nói về tính cách thì hai người cũng khá là hợp nhau. Đến được với nhau thì em cũng rất là mừng. Sau 24 năm thì bạn ấy cũng đã được biết được tình yêu là gì. Em cảm ơn ạ. Rồi. Cảm ơn hai bạn. Hiếu đi với ai Hiếu? Dạ, em đi với gia đình gồm cậu và Dượng và bạn đồng nghiệp và em trai. Rồi, mời đại diện gia đình bằng đàn trai. Kính thưa chương trình, chào MC Quyền Linh, MC Nam Thư và tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi xin có đôi lời là Hiếu ơi, cậu cũng thấy bạn Tâm cũng được đấy. Mỗi người đều có cái ưu cái khuyết nhưng mà cậu hy vọng hai cháu sẽ cho nhau cơ hội và chiến xa hơn nữa. Rồi, cảm ơn cậu. Bé Tâm ơi, bây giờ ở dưới á, là có cậu nè, chắc đây là Dượng nè, bên này là bạn thân và em trai. Bây giờ em nhìn đi, em đoán ai là em trai của Hiếu bên kia? Em nghĩ là bạn bên này. Là ở ngoài cùng đúng không? Dạ. Em có phải là em trai của Hiếu không? Dạ, em là em trai của anh Hiếu. Đó, thấy chưa, em trai đẹp trai như cực phẩm không? Nào, mở nào. Bắt đầu đi Hiếu. bạn gái. Dạ. Bước tới đi. Tới chương trình thì mình có một cái món quà muốn gửi tặng bạn. Mỗi cái món quà thì nó có một cái ý nghĩa riêng. Mình tặng bạn con gấu trước. Dạ em cảm ơn anh. Nhà con gấu là ý nghĩa gì em? Ý nghĩa là từ nay nữa là bạn ấy sẽ không còn cô độc nữa. Rồi còn trong hộp quà là cái gì vậy? Một lần em đi chơi ở Đà Lạt thì em mới nghĩ ra mình nếu mình có bạn gái thì mình phải biết bạn gái thích gì và cần gì. Và Đà Lạt thì là một cái chốn gọi là lạnh lẽo mà cần một cái hơi ấm, mà cần một sự che chở, thì em có gửi đến bạn một cái nón len. À. Đội lên đi. Đội luôn, đội luôn. Và cái khăn tròn cổ để giữ ấm. À, cảm ơn ạ. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, còn em tặng gì cho Hiếu? Nói luôn đi cưng. Dạ, em có muốn tặng cho anh một cuốn sách ạ. Em rất quan tâm đến người khác, nhưng mà em không có biết cách mà nói sao cho người ta hiểu. Cho nên là em muốn mua cái cuốn sách này, nó rất là tốt cho sức khỏe. Ở đó có rất là nhiều cái hay, cái mà em muốn nói. Nhưng mà nhiều khi nếu như mà em nói, em cằn nhằn thì em sợ là anh không vui. Thì lúc em sẽ nói là, à, anh mở trang 35 ra xem đi. Thì thế là được. Rồi, hai bạn mình về chỗ nha. Phụ nữ như vậy thì thông minh đấy. Không cần nói, anh mở trang 35, 39, 21 gì đó, thí dụ vậy. Rất là hay. Rồi, bây giờ trò chuyện đi các bạn. Cho anh hỏi là khi mà em yêu thương một ai đó thì cái quan điểm trong tình yêu em là cái gì? Cái gì quan trọng nhất? Em muốn dành những cái ưu điểm của em để cho cái người mà em thực sự là em yêu thương ạ. À, đối với công việc thì em là một người, anh nghĩ là cực kỳ có trách nhiệm. Về trong cái chuyện mà gọi là xây dựng được cái hạnh phúc, xây dựng được một cái gọi gì đó là trong tình yêu của mình, thì cái trách nhiệm đó em có đặt vô không? Dạ dĩ nhiên là có. Em muốn hỏi anh là nếu như mà bây giờ mà thực sự là mình có tới với nhau á, thì anh có đảm bảo được là những cái người trước á, họ không có ảnh hưởng gì tới cái chuyện hiện tại của mình? Đối với anh thì cái kỷ niệm và cái hồi ức nó chỉ là những thứ đi qua, rồi nó mang lại cho mình những cái ấn tượng đẹp và coi như là một kỷ niệm đẹp trong cuộc sống của mình sau này thôi. Dạ. Còn mình sẽ lấy những cái vấp ngã, những cái va đập ở xã hội, va đập trong tình cảm đó, rồi mình cân bằng lại cái bản thân mình, rồi sau này mình lấy cái khuyết của mình đó mình bù lại cho cái khoảng sau của mình nữa. Anh quan niệm như thế nào về chuyện kinh tế ạ? Anh nghĩ là người phụ nữ là người sẽ quán xuyến tốt nhất về chuyện tiền bạc và tiền nong sau này. Tại vì cánh đàn ông nếu mà họ có nhiều tiền, đôi khi họ sẽ tiêu một cách nào đó phung phí. Tại người ta thường nói là đàn ông xây nhà, người phụ nữ thì giữ cái hơi ấm của cái ngôi nhà đó. Nên anh sẽ để tài chính do em quyết định. Cái đó em thấy là cũng tốt ạ. Nhưng mà em thêm một tí nữa thôi. Tức là nếu như mà mình cái chuyện tài chính á, anh nói là đàn ông người ta có thể là tìm cái cách nào đó để phung phí tiền, thì em hy vọng là anh đừng có tìm cái cách nào đó. Đừng có tìm cách. Với lại là em cũng muốn anh có trách nhiệm với cái tiền bạc mà anh kiếm ra. Thì khi mà anh làm cái gì anh hãy nghĩ là nếu như anh chưa có vợ thì đó vẫn là tiền của anh. Đừng có nên phung phí. Em là một người rất tiết kiệm và em cũng nghĩ là em không có quản nhiều quá đâu, em không có quản việc tài chính quá nhiều đâu. Em nghĩ đó là trách nhiệm của đôi bên. Ban đầu hai đứa nhìn nhau thì em cảm nhận như thế nào về anh? Dạ em có cảm nhận là thật sự anh là một người trông rất là gọi là tuấn tú, nên là em cũng có phần lo sợ ạ. Em lo sợ điều gì? Em thì lo sợ vậy thôi. Em đôi khi em sẵn sàng em giấu cái cảm xúc của mình và em chịu đựng nó một mình, đúng không? Dạ. Thì anh nghĩ là sau cái cuộc trò chuyện này nè, anh sẽ là người luôn lắng nghe và chia sẻ cho em cuộc sống sau này. Rồi mình sẵn sàng cho nhau cơ hội. Biết đâu được ngày mai ngày kia nữa, một thời gian sắp tới thì mình sẽ thành một đôi. Dạ. Rồi, hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm. Phải rung động thật sự thì hãy bấm, và có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị 3, 2 và 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Oh. Chúc mừng hai bạn. Chúc mừng. Đây quà của em. Nắm tay nhau nào. Hôm nay Hiếu đã bấm nút rồi thì Hiếu phải có trách nhiệm với cái bấm nút đó, và Hiếu sẽ thực hiện những lời mà Hiếu nói. Hiếu không dám hứa chắc được trước một điều gì, nhưng Hiếu sẽ mang đủ bản lĩnh đàn ông ra để che chở. Hay quá. Dạ em muốn nói là em rất là cảm ơn hôm nay cô chú đã đến cùng với lại anh Hiếu á. Và em cũng cảm thấy là rất là cảm thấy là anh Hiếu như thế này thì chắc là phụ huynh của anh thì cũng rất là tuyệt vời ạ. Em chỉ biết cảm ơn thế thôi ạ. Này cô gái, cô hãy mở lòng mình ra ha. Và chàng trai cứ ôm chặt cô gái, bảo vệ cô ấy. Thật sự tụi em rất là tuyệt vời đấy. Anh cảm nhận rằng hai trái tim này có thể hòa chung một nhịp đập. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên để chào đón cái tình yêu của hai đứa. Nào Hiếu, mình xin phép. Đó. Dễ thương. Dễ thương.